Mở đầu bản tin hôm nay là video cho thấy sức mạnh thép của lữ đoàn cơ giới 117 Ukraine. Lực lượng thủy quân lục chiến thứ 35 của Ukraine đã phát hiện một nhóm phi công UAV của Nga trú trong ngôi nhà thuộc khu vực Krynov và điều khiển UAV cảm tử đã tấn công căn nhà này. Một xe quân sự của Nga bị UAV của Ukraine tấn công. Các UAV thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 Ukraine tập kích các chiến hào của Nga. Video được quay trong đêm tối cho thấy một chiếc xe thiết giáp BAIM-1 và một xe tăng T-72B3 của Nga bị một UAV phá hủy khi đang neo đậu ở phía đông làng Totkis, vùng Donetsk. Thông tin đăng trên Telegram cho biết, trong hơn một tuần, một trong các nhóm pháo phòng không xung kích của Trung tâm Hàng hải số 73 Ukraine đã tiêu diệt một sư đoàn pháo binh của Nga.
một nhóm bộ binh Nga đang hoạt động gần làng Stepov, vùng Donetsk, thì bị FPV của Ukraine tấn công. UAV cảm tử của Ukraine phá hủy những anten liên lạc của Nga ở phía đông làng Tosky, vùng Donetsk. Người lính Ukraine này đã bắn hạ một FPV của Nga đang đuổi theo mình. Video được kênh War Archive đăng tải ngày 20 tháng 1 cho thấy lực lượng vũ trang Ukraine tiêu diệt xe thiết giáp BMP-3 của Nga với sự trợ giúp của FPV cảm tử tại chiến trường phía đông làng Terny, vùng Donetsk. Trước mắt chúng ta là một chiếc pháo tự hành 155mm M109A4BI của Bỉ gửi cho Ukraine đã bị phá hủy. Có lẽ là do một UAV cảm tử đã tấn công trực tiếp vào kho đạn của xe, khiến nó phát nổ. Gần đống đổ nát của pháo tự hành, chúng ta có thể thấy đạn pháo 155mm và đạn chuẩn bị khai hỏa. Được. Савушки, пизда. Я поеду нахуй уже, блядь. Нахуй не мою, блядь. Горила нахуй, блядь. Давно ебало, да? Да.
БК сдетонировало. Потолок светится. Bộ binh Nga bị UAV tấn công ở phía đông nam làng Yabolivka, vùng Donetsk. Video quay lại khung cảnh hiện tại ở Adivka sau những đợt tấn công bằng hỏa tiễn của Nga. Bất chấp nhiều lời kêu gọi sơ tán, theo nhiều ước tính khác nhau, có tới khoảng 1.000 thường dân vẫn ở lại thành phố. Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Pháp tại Nga, ông Pierre Levy, liên quan đến cáo buộc về sự hiện diện của lính đánh thuê Pháp ở Ukraine. Video cho thấy Đại sứ Pháp Pierre Levy đến tòa nhà của Bộ Ngoại giao Nga và từ chối trả lời báo chí. Đây là những bức ảnh về quá trình huấn luyện kỹ năng chiến đấu cơ bản của các tân binh thuộc Lữ đoàn Azov. Tên lửa HIMARS của Ukraine tấn công tên lửa 9A331M của hệ thống phòng không 9K332 Tor-M2 của Nga tại vùng Kherson. Trước mắt chúng ta là pháo tự hành của Thụy Điển được Lữ đoàn Pháo binh Độc lập số 45 của Ukraine sử dụng. Trước chiến tranh, Anastasia Shaka đến từ Liev là một quản trị viên tại một trung tâm dịch vụ ô tô. Cô gia nhập lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine với tư cách là một tay bắn tỉa ngay sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Là thành viên của lữ đoàn 118, cô đã chiến đấu trong khu vực Zaporizhia trong suốt 18 tháng. Tháng 11 năm 2023, Shaka bị thương do mìn, mảnh đạn khiến một chân của cô bị thương nặng và phải mất đi bàn chân. Hiện cô đang được phục hồi chức năng và chuẩn bị lắp chân giả. Shaka cho biết cô sẽ làm mọi cách để có thể trở lại mặt trận và tiếp tục bảo vệ đất nước vì tương lai của Ukraine, của con trai mình. Cuối bản tin hôm nay là video ghi lại nét đẹp ngoan cường của các nữ quân nhân Ukraine.